Rồi, xin chào các em. Thì hôm trước chúng ta qua cái phần công thức Lê Quyết của cái chuyên đề thứ nhất bài liên kết hóa học rồi. Để chúng ta hôm nay chúng ta qua phần thứ hai, đó là hình rồng một số phân tử. Ta qua phần hình rồng một số phân tử. Các em tìm hiểu về mô hình vớt. Thì mô hình vớt này viết tắt của chữ là valence shell electron pair revolution. Thì đây chính là cái lực đẩy của các cặp electron hóa trị. Thì tất cả các hình học phân tử của cái trường hợp này thì chúng ta chỉ xét đến lực đẩy của các cặp electron hóa trị thôi. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ nhất, đó là vì sao mà chúng ta phải xét đến hình học phân tử. Đó, cái câu hỏi này, cái câu hỏi chúng ta đặt ra để chúng ta giải quyết. Thứ hai đó là phân tử nước. Nếu không có cấu dạng tạo dạng gốc thì cuộc sống của con người sẽ như thế nào? Thứ ba là dự đoán được cái dạng hình học phân tử. Thì chúng ta dựa vào đâu? Bây giờ chúng ta qua. Rồi, chúng ta giải thích vì sao phải xét đến cái hình học phân tử. Thì các em biết rồi, để nhận rõ cấu tạo không gian của phân tử, để giải thích được các hiện tượng xung quanh và thuận tiện cho chúng ta nghiên cứu, thì bắt buộc chúng ta phải đi sâu vào giải thích cái hình học phân tử này. Thứ hai nữa là thực hiện cách phớn như mong muốn để chúng ta phục vụ đời sống con người chúng ta. Đấy. Câu thứ hai chúng ta giải thích lý do thì sao nếu trường hợp nào mà nước không phân cực thì chúng ta sẽ như thế nào? Như chúng ta đã biết rồi, nước chính là sự hiện diện của đời sống này. Thì chúng ta, cơ thể chúng ta đã là 80 đến 90% là nước rồi, cho nên là nước bắt buộc phải phân cực. Nếu hành động của nước mà dạng đường thẳng không phân cực thì lúc đó hầu như là chúng ta không tồn tại sự sống. Thứ nhất là không tồn tại sự sống, thứ hai nữa là em thấy các loại sông hồ ao suối vân vân nó cũng biến mất theo. Đó. Cho nên bắt buộc là nước này chúng ta thấy là nó sẽ phân cực. Thượng đế đã sinh chúng ta một cái môi môi sinh rất là tốt, đó là nước, không tác hại gì hết. Đây là phân tử nước. Rồi câu thứ ba là chúng ta dự đoán hình học phân tử chúng ta dựa vào đâu? Thì chúng ta dự đoán hình học phân tử thì các em dựa vào cái cặp electron hóa trị. Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta xét cái electron hóa trị cặp electron riêng, cặp electron chung. Electron riêng thì nó bự hơn, nặng hơn, nặng khí hơn so với cặp electron chung này. Đó. Như vậy chúng ta sẽ tiến vào cái mô hình và xét cái cặp electron chung và riêng này. Là người ta gọi là cái mô hình vớt này. Rồi, theo mô hình vớt một số phân tử bất kỳ, theo cái công thức vớt này thì nó đều có công thức là A, X, N, M. Thì trong đó A là nguyên tử trung tâm, X thì là nguyên tử xung quanh hay gọi là các phối tử xung quanh, N là số nguyên tử ít liên kết với A, E là cặp electron riêng của A. Đã. Cũng có thể là một electron hóa trị riêng của A cũng được. Đấy. M là số cặp electron riêng của nguyên tử A. Đã. Giá trị Mn quyết định hình học phân tử, có nghĩa là chúng ta giá trị Mn là tổng số electron hóa trị của phân tử này. Các cặp electron hóa trị phân bố trên nguyên tử trung tâm sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất. Cái này giống như một cái thiết, gọi là một cái định luật rồi. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà nó xu hướng em thấy nó tồn tại trạng thái tự nhiên, nó đều trở về cái trạng thái bền hết.
cho nên lực đẩy của chúng nhỏ nhất để chúng bền nhất. Và lực đẩy của các cặp electron, thứ nhất là cặp electron chung và cặp electron riêng, thì chúng ta thấy là lực đẩy của cái electron riêng giữa hai cặp electron riêng nó sẽ lớn hơn cái cặp electron riêng và chung, và lớn hơn cặp electron chung. Thì chúng ta ví dụ thế này, ví dụ như phân tử nước. Phân tử nước thì chúng ta có nguyên tử trung tâm ở đây là oxy, và hai cái phối tử xung quanh đó là X2, có nghĩa là XNN2, nghĩa là hai phân tử khác này, đây chính là cái phối tử trung tâm. Thứ ba là đây chính là cặp electron hóa trị, thì lúc này chúng ta có hai cặp, cho nên cái M này nó sẽ bằng 2. Đấy. Như vậy công thức phớt này thì chúng ta có công thức là đây, đó là AX2O2, có nghĩa là hai cặp electron chung và hai cặp electron hóa hóa trị. Rồi chúng ta đi qua một số trường hợp đặc biệt của vớt. Trường hợp thứ nhất là M bằng 0 và N bằng 2. Nếu trường hợp M bằng 0 thì chỗ này em thấy M bằng 0. M bằng 0 thì electron riêng không có, chỉ có hai cái phối tử xung quanh, đó là N bằng 2. Từ đây chúng ta suy ra công thức vớt là AX2. Như vậy theo cái mình này nó cái định luật này rồi đó, để giảm tối đa lực đẩy của cặp hai cặp electron chung, và hai cặp electron này sẽ chiếm hai khu vực điện tích âm cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất, đẩy nhỏ nhất này, nên là làm sao cho nó trở về cái trạng thái bền nhất, gọi là nhỏ nhất. Như vậy là phân tử này nó có dạng đường thẳng và góc liên kết là 180 độ. Đấy, chúng ta ví dụ như là Barium chloride hoặc là barium hydrogen hoặc là khách bệnh dioxide, vân vân. Thì từ đây chúng ta suy ra dạng hình học phân tử của những cái hợp chất mà AX2 này, thì nó có dạng là đường thẳng thế này. Đấy, góc này là góc liên kết là 180 độ giữa hai cặp electron hóa trị chung. Chúng ta ví dụ như là CO2, hôm trước chúng ta đã xét cái thiết Lewis rồi. CO2 thì nó không có cặp nguyên tử trung tâm này, xin lỗi, nguyên tử trung tâm không có cặp electron riêng, nên là chúng ta chỉ dựa vào cái đôi cặp electron hóa trị này thôi. Đấy, như vậy hình dạng phân tử của nó chính là một cái đường thẳng C nối đôi C. Hoặc là ví dụ thứ hai đó là barium chloride, chúng ta thấy là nó cũng là nguyên tử bari, chính là nguyên tử trung tâm, cũng không có đôi điện tử riêng luôn. Như vậy chúng ta chỉ có là phụ thuộc vào cặp electron hóa trị chung này. Thì cái đây chúng ta thấy để giảm cái lực đẩy nhỏ nhất, chỗ này là nó bắt buộc nó phải là dạng đường thẳng thế này. Góc của hai cái cặp electron chung này là 180 độ. Chúng ta đi qua cái trường hợp thứ hai, đó là M bằng 0 và N bằng 3. Vậy đây chúng ta thấy nó vẫn là không có tồn tại cặp electron chung, nhưng nó xin lỗi không có electron riêng, nhưng nó có ba cặp electron chung. Chúng ta cái mô hình của nó là AX3. Ở đây là công thức vớt. Vậy để giảm lực đẩy tối đa ba cặp electron chung này, thì ba cặp electron chung này nó phải chiếm một cái điện tích âm sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất. Như vậy nó chỉ có dạng tam giác dạng phẳng thôi, dạng phẳng thì nó mới có nhỏ nhất. Như vậy suy ra dự đoán hình học phân tử của nó là đây, em thấy nó nằm ở dạng đây, dạng tam giác. Lực đẩy của chúng là ba góc này nhỏ nhất, không có tồn tại một cái khu không gian nào để cho ba cái này nó nằm ở lực đẩy nhỏ nhất hết, chỉ có một cái trường hợp duy nhất là thôi, nó phải đối xứng. Và góc của ba cái cặp electron chung này nè, nó là 120 độ. Đấy. Ví dụ như là SO3, thì em thấy em xét cái Lewis rồi, chúng ta thấy S này nó không có cặp electron riêng,
thì nó có 1, 2, 3, 4 cặp em ở trong chung thôi. Như vậy chúng ta suy ra thì là cái S2 nó có dạng này. Góc của nó là 120 độ. Rồi chúng ta qua trường hợp thứ ba, đó là cặp E nó trồng riêng không có và bốn cặp E trồng chung. Đó, như vậy chúng ta thấy công thức của chung của cái mô hình vớt này là S4. Như vậy để giảm lực đẩy tối đa giữa bốn cặp E trong chung thì bốn cặp E trong chung này đã chiếm bốn khu vực diện tích âm sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất. Cho nên là chúng ta thấy nó sẽ bền nhất khi nào khi nó nằm nó đẩy bốn vị trí này đẩy là nhỏ nhất. Như vậy phân tử này nó có dạng thứ việt, ví dụ như CH4 là phân tử methane. Như vậy hình dạng chúng ta dự đoán cái dạng hình học phân tử đó là bốn nằm ở bốn đỉnh thế này, sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất, ở góc của nó là khoảng 109.5 thôi của các cặp hệ trong hành trì này. Rồi chúng ta ví dụ CH4 là các em thấy đây sẽ nằm ở bốn đỉnh của cái tứ diện, và đây là nguyên tử carbon, là nguyên tử khách mạnh, là nguyên tử trung tâm. Thì cái dạng phân tử của nó là đây. Đấy, chúng ta suy ra nó dạng thứ diện này. Góc của nó, góc cho các cặp E trong hóa trị này không có cặp E trong riêng, chỉ có cặp E trong chung thôi, thì chúng ta thấy nó sẽ là 109 độ. Rồi chúng ta qua cái trường hợp thứ tư, đó là trường hợp có một cặp E trong riêng và hai cặp E trong chung. Thì cấu hình của vớt đó là AX2O1. Để giảm lực đẩy tối đa lên ba cặp E trong này gồm có hai cặp E trong chung và một cặp E trong riêng, thì chúng ta cái ba khu vực điện tích âm của ba cặp này phải nằm ở một vị trí sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất. Tuy nhiên cặp E trong riêng đẩy mạnh hơn, cho nên thì các em thấy cái góc lúc này là không là 120 độ nữa, là 119 độ độ khoảng này. Như vậy ví dụ như là S2 chúng ta có cái mô hình phân tử ha, ví dụ như S2 dạng liquid thì chúng ta thấy cái cặp E trong riêng này nó đẩy góc ban đầu không là 120 độ nữa mà bé hơn 120 độ. Thì chúng ta dự đoán hình học phân tử ghế thông 2 là đây, đó là 119 độ. Rồi chúng ta qua cái trường hợp thứ 5, đó là trường hợp có một cặp E trong riêng và ba cặp E trong chung. Như vậy là chúng ta sẽ có cái mô hình vớt là AS3E1. Thì để giảm lực đẩy tối đa lên bốn cặp E trong này thì chúng ta thấy là bốn khu vực E trong này chiếm một khu vực điện tích âm sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất. Tuy nhiên do cái lực đẩy của cặp E trong riêng sẽ làm góc giảm nhỏ hơn 109.5 độ. Thì chúng ta ví dụ như amoni nhé, vân vân. Thì dự đoán dạng hình học phân tử này thì chúng ta dự đoán nó là một cái dạng thứ diện này này. Ở đây là cặp E trong chung, xin lỗi, riêng, thì còn lại là ba cặp E trong chung này. Từ đây chúng ta ví dụ là H3, các em thấy là cái công thức Lewis chúng ta đã học rồi. Thì là H3 có một cặp E trong riêng để đẩy làm cho ba cái cặp E trong chung này nó lệch một góc không là 109.5 độ nữa. Đó, mà chúng ta thấy nó sẽ là bé hơn 109.5 độ ở trường hợp NH3 này. Rồi một cái trường hợp nữa là trường hợp thứ 6, thì chúng ta thấy sẽ có hai cặp E trong riêng và một cặp E trong chung, thì dẫn đến công thức của mô hình vớt này là AX2O2. Như vậy để giảm lực đẩy tối đa của bốn cặp E trong hóa trị này
gồm có hai cặp bé trong chung và hai cặp bé trong riêng. Vậy bốn cặp bé trong này phải nằm ở khu vực điện tích âm sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất. Đó. Tuy nhiên do cái cặp bé trong riêng này nè, nó đẩy mạnh hơn, đó, cho nên làm giảm hơn so với trường hợp là A=3/1. Chúng ta ví dụ như phân tử nước. Thì dạng hình học phân tử của ở trường hợp này là A=2, thì nó là gồm có hai cặp bé trong riêng thế này. Đấy. Như vậy các em thấy là lý do vì sao nước, các em thấy là nó không phải là 109,5 độ nữa mà nó nằm đây. Thì chúng ta thấy là do cái lực đẩy của cái cặp bé trong riêng này, này thì đã làm cho cái góc của HOH lúc này nó là 104,5 độ chứ không phải là 109,5 độ như ban đầu. Chúng ta đi qua ví dụ minh họa thứ nhất, đó là sử dụng mô hình vớt để dự đoán hình học phân tử của CH2. Các em thấy là biết cái công thức Lewis của là CH2 rồi, nó không có cặp electron riêng nào hết, nó chỉ có hai cặp electron chung này. Thì đó chúng ta sẽ suy ra được nó để hai cặp electron chung này nó chiếm một cái điện tích không gian điện tích âm sao cho lực đẩy của chúng là nhỏ nhất. Như vậy chỉ có CH2 chỉ có một cái dạng duy nhất, đó là dạng cực thẳng. Như vậy chúng ta kết luận là hình học phân một số phân tử thì nó chỉ phụ thuộc vào tổng số cặp bé trong hóa trị thôi, gồm có cặp bé trong hóa trị chung và cặp bé trong hóa trị riêng. Trong đó là cái bé trong hóa trị riêng này nó lực đẩy của nó là bự nhất, bự hơn so với hai cặp bé trong dây. Ta đi qua cái ví dụ thứ hai là sử dụng